Ok, đừng bỏ lỡ video này nha các bạn, bởi vì đây chính là cơ hội để giúp cho bạn có thể kiếm được từ 1.000 đô tới 5.000 đô la mà bạn không cần bỏ vốn, kiếm tiền online trên điện thoại. Và xin chào các bạn, tôi là Nguyễn Tùng Sơn đây, và tôi là sở hữu kênh YouTube là Sơn PS. Trong suốt 3 năm vừa qua thì tôi đã giúp được cho hàng nghìn bạn, hàng nghìn người như các bạn đã có thể kiếm được tiền bằng chiếc điện thoại smartphone của mình. Đó, ngồi ngay tại nhà thôi, với 5 phút, 10 phút, 15 phút mỗi ngày rảnh rỗi, bạn có thể kiếm được số tiền lớn mà trước giờ có thể bạn chưa từng biết với nó. Và từ trước giờ nếu bạn có thể tìm hiểu ở trên kênh YouTube là Sơn PS ở đây, thì bạn cũng vào thử cái kênh YouTube của tôi nha. Bạn bấm vào phần mục danh sách phát ở phần Xin playlist chào. chỗ này nhá, thì bạn sẽ tìm thấy được rất là nhiều những cái video mà cách đây 3 năm, 4 năm thì tôi đã có những cái hướng dẫn là cách để làm sao đó có thể kiếm được tiền bằng chiếc điện thoại smartphone với 500 đô, 1.000 đô một tháng mà các bạn không cần phải đầu tư gì hết các bạn. Và đây là những cái hình thức rất là uy tín, rất là an toàn, và bây giờ bạn vẫn có thể rút được tiền về. Và trong 3 năm vừa qua thì tôi thấy có một cái điều rất là tuyệt vời các bạn. Bạn biết như nào không? Tiền điện này, tiền nước này, tiền wifi này, tiền điện thoại, gọi điện thoại này, thì tôi dường như không cần phải bỏ ra bất kỳ một đồng tiền nào hết các bạn. Đó, và tất cả mọi thứ đều là từ cái cách mà tôi đã làm kiếm tiền bằng điện thoại di động smartphone cách đây 3 năm 4 năm rồi các bạn. Và trong video này, đây thực sự là một cơ hội. À, tại sao tôi nói là một cơ hội? Bởi vì bạn thực sự sẽ không cần phải bỏ vốn ra, bạn không cần phải đầu tư gì hết, bạn chỉ cần dành ra cái công sức của bạn mỗi ngày và làm theo những cái chỉ dẫn, làm theo chính xác những cái hướng dẫn mà tôi sẽ nói trong video này, và tôi sẽ giúp cho bạn có thể có được cơ hội kiếm được 1.000 đô cho tới 5.000 đô la thu nhập. Bạn hãy nhớ nha, 1.000 đô tới 5.000 đô la thu nhập thì đâu đó có khoảng là từ 20 triệu cho tới 100 triệu thu nhập rồi nha. Và trong thời gian qua thì tôi đã giúp được cho rất là nhiều anh em đã làm được điều này rồi, đúng không? Và bạn có thể vào trên kênh YouTube của tôi, đó là Sơn PS, hoặc là follow tôi trên Facebook cá nhân, thì bạn cũng thấy tôi đã chia sẻ rất là nhiều những hình thức kiếm tiền bằng điện thoại smartphone, bằng YouTube, hay là những hình thức kiếm tiền bằng affiliate marketing. Và gần đây nhất thì tôi cũng đang có những cái chia sẻ về học Clickbank. Bạn có thể bấm vào đường link phía bên dưới video này để tìm hiểu thêm những cái cách kiếm tiền khác từ kênh YouTube của tôi nhá. Ok, thì bây giờ sẽ vào đề luôn. Thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho bạn một cái cơ hội để bạn có thể kiếm được 1.000 đô la cho tới 5.000 đô la bằng ngay chiếc điện thoại smartphone của bạn. Đó, thì trong video này thì tôi đang quay video và bởi vậy tôi đang sử dụng bằng máy tính, và bạn hoàn toàn có thể làm theo hướng dẫn của tôi bằng chiếc điện thoại Android hoặc iOS của bạn nha. Ok nhá. Rồi, thì bây giờ là tôi hy vọng rằng video này cũng sẽ là khá dài và bạn đừng bỏ lỡ qua bất kỳ một đoạn nội dung nào hết. Đó, nhớ nha, đừng bỏ qua bất kỳ một đoạn nội dung nào hết, bởi vì nếu như bạn bỏ qua thì có thể bạn sẽ bị mất đi cái cơ hội này. Và nếu như bạn đang là người thực sự tìm ra một cái hướng đi mới, thực sự mong muốn được rằng là mình có một cái cột mốc đột phá từ bây giờ cho đến cuối năm, hoặc là bạn đang mong muốn được rằng là mình có một chút vốn để mình có thể kinh doanh gì đấy, thì đây chính xác là một cái cách để giúp cho bạn có được thu nhập. Và nếu như bạn vẫn còn chưa tin tôi thì bạn có thể tìm hiểu tôi ở trên Internet, có thể tìm hiểu tôi ở trên Facebook cá nhân, có thể tìm hiểu tôi tại kênh YouTube hiện tại mà bạn đang xem ở đây. Đó, thì bạn sẽ tìm thấy được là rất nhiều những cái cách mà tôi đã kiếm được tiền thành công, và sau đó thì tôi chia sẻ lại cho rất là nhiều người khác ở trên mạng Internet. Được chưa? Và tôi hy vọng rằng có tin hay không tin thì bạn cũng chẳng bị mất gì hết, cứ xem hết video này, được chưa nào? Và ở trong video này thì tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách làm sao đó bạn có thể kiếm được tiền bằng cách bạn có thể là lướt web, hoặc là dành ra khoảng 10 cho tới 15 phút một ngày thôi thì bạn cũng có thể làm được điều này rồi. Đó, và bạn cũng có thể không tin thì bạn cũng có thể tìm thấy được rất là nhiều những video vào mục danh sách phát nha. Thì tôi đã chia thành rất là nhiều cái mục kiếm tiền bằng điện thoại smartphone, kiếm tiền với affiliate hoặc là YouTube. Tôi chia sẻ rất là nhiều trong nhiều năm vừa qua. Thì ở đây thì tôi sẽ chia sẻ cho các bạn một cái trình duyệt. Trong cái trình duyệt này nó sẽ giúp cho bạn có được thể kiếm được tiền thông qua cách để bạn có thể giới thiệu người khác đó tải cái trình duyệt đó về. Nào, khoan đã nào. Thì bây giờ chúng ta nghe tới nói là à, ô phải giới thiệu hả? Phải nhờ này cái kia hả? Thì một vài cái câu hỏi như sau. Ở đây thì liệu rằng cái người người ta được giới thiệu đó thì người ta có phải trả tiền hay không?
Họ có phải mất tiền để đầu tư gì không, và các bạn có phải mất tiền đầu tư không? Thì câu trả lời đầu tiên của tôi dành cho bạn đó là các bạn sẽ không bị mất tiền đầu tư, được chưa? Và cái tiền nó đến từ đâu? Nó đến từ cái bên người ta có một cái quỹ sẵn, được chưa? Người ta có một quỹ sẵn, và sau đó khi mà các bạn tải về thì các bạn sẽ được nhận được 5 đô la, và cái người mà được bạn giới thiệu về sau này ấy, họ cũng sẽ nhận được 5 đô la, và bạn cũng là người nhận được 5 đô la nếu như bạn giới thiệu cái người đó. Giả sử đi, bây giờ bạn giới thiệu được là 10 người thì bạn được 50 đô. Từng người giới thiệu họ sẽ được 5 đô la, được chưa? Dĩ nhiên thì nó cũng sẽ có cái điều kiện của nó để được nhận, đúng không nào? Tuy nhiên rằng cái điều kiện nó sẽ rất là dễ dàng thôi, chứ không có phải là tự nhiên bạn không làm gì, bạn ngồi chơi mà hưởng thì được 5 đô la đó. Được chưa? Thì nãy giờ nó cũng hơi vòng vo rồi. Bây giờ tôi sẽ đi một cái quy trình như sau. Đầu tiên, bước 1, bạn cần phải cài đặt một cái trình duyệt để có thể kiếm được tiền. Và cái trình duyệt này được gọi là trình duyệt Brave. Như video lần trước, tôi đã có một cái video hướng dẫn cho bạn cách để các bạn có thể tải được cái trình duyệt Brave này về. Thì bạn có thể bấm vào đường link phía bên dưới video ở đoạn mô tả nha. Hãy nhớ này, khi mà bạn dùng cái đường link ở phía đoạn dưới mô tả thì cái điều đầu tiên á, thì khi mà bạn lên trên Google bạn search thì có thể là bạn sẽ dính những cái link có mã độc hoặc là có virus, thì cái điều này sẽ không có hay. Và cái điều số 2 á, là khi mà bạn bấm vào đường link phía bên dưới mô tả đó thì các bạn sẽ được 5 đô la quà tặng từ tôi nha, được chưa? Và tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách để bạn có thể nhận được 5 đô la này về, ok chưa nào? Được chưa? Thì khi mà bạn bấm vào đường link phía bên dưới video thì bạn sẽ ra được cái trình duyệt như tôi đang làm. Thì bạn cũng có thể là vừa sử dụng một cái điện thoại, bạn đang xem video và bạn sử dụng một cái điện thoại khác để bạn có thể thao tác theo và làm theo, rất đơn giản, rất dễ làm nha. Và sau đó tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách để bạn kiếm được tiền với nó. Thì khi mà bạn bấm vào đường link mà tôi để lại phía bên dưới video, tải cái trình duyệt và ra Brave này về, thì sẽ ra cái giống như tôi hiện tại. Bạn bấm vào nút download, download Brave. Đây là trình duyệt trên máy tính, và khi mà trình duyệt trên điện thoại ấy, thì nó sẽ ra một cái trình duyệt trên 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 app. Ví dụ là bạn nó trên Android thì nó sẽ ra là CS Play, hoặc là nếu như bạn sử dụng iOS thì nó sẽ ra là Apple Store, được chưa? Không quan trọng, thì tất cả mọi cái đều được, trên điện thoại bạn vẫn có thể kiếm được tiền nha. Bạn tải trình duyệt này về, bạn cài đặt nó thì nó sẽ ra được cái giao diện gần giống như mà hiện tại thì tôi đang làm, được chưa? Và sau đó thì bạn có thể bấm vào cái phần là Play Reward. Play Reward thì cái phần này của tôi là tôi đã đang kết nối với nó rồi, đang kết nối với nó rồi. Đây, chúng ta sẽ qua được cái bước số 2. Chúng ta sẽ đăng ký làm publisher. Publisher ở đây là cái người cộng tác viên và bạn được quyền trả tiền. Đó, thì bây giờ tôi phải đi từ cái bước 1 này trước nhá. Ở đây này, tôi sẽ sơ qua một chút nếu như bạn chưa coi video trước. Đó là Brave, đó là một cái trình duyệt, nó giống như là Cốc Cốc hoặc là Chrome hoặc là Firefox hoặc là Safari ấy các bạn. Thì khi mà các bạn nó sử dụng cái trình duyệt này thì cái ưu điểm đầu tiên đó là khi mà bạn nó lướt web, coi phim trên video trên YouTube, bạn nghe nhạc, các bạn nó coi hài trên YouTube thì bạn không có bị dính quảng cáo. Đó là cái ưu điểm đầu tiên mà tôi cảm thấy rất là tuyệt vời, bởi vì tôi rất thường xuyên coi những video trên YouTube mà lâu lâu nó bị dính quảng cáo thì nó rất là khó chịu, rất là bực bội, đúng không nào? Thì điều đầu tiên đó là không dính quảng cáo. Cái số 2, lợi ích số 2 đó chính là trình duyệt này nó tốc độ tải, tốc độ lướt web cực kỳ nhanh, rất phê. Các bạn có thể trải nghiệm đi. Các bạn sẽ thấy rằng cái trình duyệt này nó tốc độ lướt web cực kỳ tuyệt vời. Được chưa? Rồi, thế bây giờ là quay lại cái việc là nó phải kiếm được tiền từ đâu. Khi bạn tải về thì ngoài cái việc là ưu điểm là các bạn chặn được quảng cáo, lướt web được nhanh, thì nó cũng sẽ cho chúng ta có cơ hội để chúng ta kiếm được tiền từ đây. Thì khi mà các bạn đó, một cách số 1 này, bạn có thể là bấm vào phần phía trên góc phải màn hình trên giao diện điện thoại thì cũng sẽ giống như cái phần này nha, nó sẽ ra cái mục là Play Reward. Bạn hãy nhớ là làm thật là nhanh nha, bởi vì trong thời gian tới có thể là nó sẽ hết cái quỹ, hết cái quỹ, và nó sẽ không cho chúng ta cơ hội kiếm tiền khi mà cái trình duyệt là nó quá phổ biến đi rồi, được chưa? Nhưng khi mà các bạn đang xem video này thì nó vẫn còn cái cơ hội đó, được chưa? Thì làm thật nhanh nhá. Bạn hãy bấm vào phần Brave Reward. Chúng ta đang qua bước 2 nhá. Phần Brave Reward này thì chúng ta sẽ bấm vào cái phần đó là xác nhận, nó chỉ có một nút duy nhất thôi, đó là một nút màu cam. Đó, thì khi mà các bạn bấm vào cái nút đó thì nó sẽ ra
cái giao diện để cho chúng ta được quyền để chúng ta kiếm được tiền với trình duyệt Ray này, được chưa? Thì ở đây thì tôi đã kết nối với cái kênh YouTube của mình rồi đó. Còn nếu như bây giờ bạn là người mới đi, một người mới hoàn toàn, thì bây giờ tôi sẽ có cái video hướng dẫn cho bạn như sau nhá. Đây này, đầu tiên tôi cho các bạn nhìn thấy cái tài khoản của tôi trước đã. Đây, cái tài khoản này thì tôi cũng mới làm thôi, và hiện tại thì tôi đã giới thiệu được 908 lượt tải về đấy. Và khi mà cái người dùng người ta tải về rồi và người ta dùng trong vòng 30 ngày đó, điều kiện là 30 ngày sau thì họ thì chúng ta sẽ nhận được là $5 theo cái giá BAT hiện tại. Cái BAT này là cái giá mà BAT này á, đó là một cái mệnh giá đồng tiền điện tử đó. Thì tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cái cách để làm sao đó chúng ta có thể nhận được cái đồng tiền điện tử này về và giao dịch nó và bán nó và kiếm được tiền đút vào túi, được chưa? Cái này là hoàn toàn có thật nha. Thì trong những video sắp tới tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách để làm sao đó các bạn có thể là bên cạnh đó thì tôi cũng sẽ cho các bạn nhìn thấy được rằng những cái kết quả thực tế mà tôi rút được tiền về, những cái bằng chứng thực tế nha. Và kênh YouTube Sơn PS là một kênh quá là uy tín rồi, từ trước giờ tôi hướng dẫn rất là nhiều những cách uy tín. Thì đây nhá, khi mà 9-8 lượt về này, thì khi mà sau 30 ngày nó sẽ quan trọng là cái lượt confirm này, thì cái lượt confirm này, thì cái một lượt confirm thì nó sẽ tính cho chúng ta là $5, được chưa? Một lượt confirm thì tính cho chúng ta là $5. Thì giả sử đi, cái lượt download này so với lượt confirm này là 20%, tức là có 99, bây giờ tôi coi là 1.000 lượt tải về đi, 1.000 lượt tải về thì sẽ có khoảng là 200 người confirm, thì tức là tôi sẽ kiếm được số tiền như sau này: 200 người mà nhân lên với cả $5 thì tôi sẽ kiếm được $1.000, được chưa? Tôi sẽ kiếm được $1.000 rồi. Thế bây giờ này, cho các bạn nhìn coi cái bảng là cái bảng thống kê của tôi nhé. Đây là tôi, cái tài khoản này tôi cũng mới làm thôi. Và làm cách nào một ngày mà bạn có thể giới thiệu được hàng trăm người tải về được nha. Đây các bạn có thể nhìn thấy được này, những cái ngày gần nhất tôi này, tôi giới thiệu được 71 người này, 70 người này, 53 người này, 72 người này. Rồi, thế bây giờ này, đây là tôi cũng chưa có làm hết sức. Rồi, thế bây giờ giả sử đi, một ngày tôi sẽ giới thiệu được 100 người. Một ngày giới thiệu được 100 người là chuyện rất bình thường nha. Những cái video nâng cao hơn đó thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để làm sao đó bạn có thể giới thiệu được hàng trăm người một ngày đó. Rồi, thế bây giờ một tháng là có 30 ngày thì tương đương là một tháng thì tôi sẽ giới thiệu được khoảng 3.000 người download, và cái tỷ lệ là khoảng 20% cái số lượng người download này họ sẽ sử dụng trong vòng 30 ngày, và sau đó thì cái tôi sẽ được confirm ở đây, đó là 600 lượt confirm nhá, và tôi nhân lên với cả số tiền là $5 thì tôi sẽ có được khoảng thu nhập là khoảng $3.000 một tháng nha các bạn. Đó, và tôi vẫn chưa làm hết sức đâu, và hoàn toàn có thể làm được hơn được như vậy nữa. Nhưng cái nhân tiện cơ hội đây thì thực sự gần đây nhất thì tôi cũng có đăng lên một cái status ở trên group cộng đồng, thì tôi hỏi ra xem là có ai đồng ý cái việc là tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cách để làm sao đó anh em có thể kiếm được tiền bằng cái điện thoại di động smartphone của mình được không. Thì anh em trả lời rất là nhiều không, và cái sự đồng ý quan tâm rất là cao. Có tới 49 lượt bình luận tới điểm hiện tại. Bài viết là tôi mới đăng được khoảng 8 tiếng trước thôi. Thì anh em đồng ý rất là nhiều. Nên video này thì tôi sẽ hết sức mình, tôi sẽ review cho anh em cách để anh em kiếm được tiền nhá. Rồi, rồi thì bây giờ này, chúng ta ở bước số 2, đó là chúng ta đăng ký một tài khoản Publisher cộng tác viên để kiếm được tiền. Thì để đăng ký cái tài khoản Publisher này á, thì bây giờ tôi sẽ bật cái giao diện này cho anh em xem để anh em có thể dễ dàng. Anh em mới nhớ vào cái phần trang chủ của nó nhá. Rồi sau đó thì anh em mới bấm vào cái phần là Free Reward ở đây. Giống như vừa nãy tôi đã nói, sẽ có một cái nút cam ở đây, sẽ có một nút cam ở đây, và anh em bấm vào. Đây là cách số 1, chút nữa tôi sẽ nói cách số 2. Anh em sẽ bấm vào phần là Reward, có hai cái chỗ chọn thôi, thì là Reward Setting và Add Fund. Thì bây giờ là mình sẽ đi từng cái một trước nhá. Bây giờ tôi bấm vào phần Reward Setting, có nghĩa là cái phần Reward ở đây có nghĩa là cái phần thưởng. Sau khi mà chúng ta sử dụng khoảng 30 ngày thì đâu đó là chúng ta sẽ được là khoảng $5, khoảng được $5 nhá. Nhưng cái đó nó là cái số tiền rất là nhỏ thôi, số tiền rất là nhỏ, nó không quan trọng lắm đâu các bạn. Đó, quan trọng nhất là làm sao đó để chúng ta có thể kích hoạt được cái
cái phần đó là cộng tác viên, và chúng ta được quyền kiếm được tiền trên cái trình duyệt này thì nó mới là điều tuyệt vời. Làm sao đó giới thiệu được hàng trăm người, hàng nghìn người, nó mới là cái điều mà chúng ta hướng đến nha. Để các bạn đăng ký được cái tài khoản Publisher cộng tác viên để chúng ta có thể rút được tiền đó, thì bây giờ các bạn hãy vào một cái website như sau. Các bạn có thể tìm từ khóa là Publisher Ray, Publisher Ray, bạn tìm cái từ khóa này nhá. Có thể gõ sai thì nó vẫn ra được nha các bạn, nó sẽ đề xuất ra cho chúng ta này. Các bạn sẽ gõ vào cái phần là Publisher Basic Custom Token ở đây. Rồi cái đường link tôi sẽ để phía bên dưới mô tả của video nhé. Đường link sẽ để lại bên dưới mô tả video. Sau đó nếu như bây giờ các bạn đã có tài khoản rồi thì dĩ nhiên các bạn sẽ login đúng không nào? Nhưng bây giờ thường khi mà chúng ta coi video này thì chúng ta chưa có tài khoản, chúng ta phải bấm vào phần sign up. Sau đó các bạn sẽ điền một cái email của các bạn để đăng ký tài khoản và có thể kiếm được tiền từ đây. Rồi thì bây giờ là tôi cũng sẽ điền cái email của tôi vào nha các bạn. Sau khi các bạn đã điền email vào rồi thì các bạn sẽ bấm vào Create Account. Đó, chúng ta sẽ check email nha các bạn, check email. Khi mà bạn vào email á, thì bạn sẽ có cái phần là Verify Email ở đây. Rồi sau đó tôi copy cái đường link ở đây thì bạn có thể bấm vào trực tiếp nhá. Đó. Rồi, sau đó tôi dán nó vào, dán nó vào. Rồi, thì bây giờ là tôi đã verify email thành công. Nó yêu cầu chúng ta là điền tên của chúng ta vào. Tên của tôi là Nguyễn Tùng Sơn. Thì mình nên gõ không dấu nha các bạn. Sau đó chọn là sign up. Rồi thì phần này nó sẽ yêu cầu chúng ta là điền một cái mã bảo mật. Thì cái mã bảo mật này có thể là trong một video sau thì tôi sẽ hướng dẫn kỹ hơn. Trong phần này tôi bấm vào phần skip for now. Rồi thì bây giờ tôi đã đăng ký xong thành công một tài khoản để chúng ta có thể trở thành một cái cộng tác viên của họ. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại những cái bước mà vừa nãy chúng ta đang nói nha các bạn. Bước số 1 này, bây giờ bước số 1 đó là chúng ta cài đặt cái trình duyệt Brave, đường link phía bên dưới mô tả. Rồi sau đó bước số 2 là chúng ta đăng ký trở thành publisher cộng tác viên để mình có thể kiếm một tiền. Và trong cái phần này thì chúng ta sẽ xác thực với cả Gmail của chúng ta, thì chúng ta đã xong được cái phần bước số 2 rồi đúng không các bạn? Thì bây giờ chúng ta sẽ dần dần để chúng ta đi tới cái bước số 3. Đó. Ở trong cái phần này nó sẽ yêu cầu chúng ta này, chúng ta cần phải là connect với một cái ví. Và cái ví này nó có tên là Uphold. Cái ví này để làm gì? Nó sẽ giúp cho các bạn đó, khi mà người ta trả cho chúng ta một cái đồng tiền ở đây, đó là đồng tiền BAT, đồng tiền điện tử là BAT, thì nó sẽ đựng vào một cái ví, đó là ví Uphold. Và khi mà cái tiền được trả vào cái ví Uphold này thì đây sẽ là một cái nơi nó sẽ giữ tiền cho các bạn nha, nó giữ tiền cho các bạn và sau này các bạn sẽ bán nó đi. Thì tất cả những cái hướng dẫn tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn chi tiết, các bạn yên tâm nha. Từ cái việc đó là bằng chứng kết quả ra làm sao, cộng với cái việc đó là làm sao để chúng ta có được lượt giới thiệu, làm sao đó chúng ta có thể kiếm được tiền ở đây, làm sao chúng ta có thể lấy được tiền về, thì các bạn cần phải follow theo sát những cái hướng dẫn của tôi nha. Nó rất đơn giản thôi, nhưng có thể là nếu như bạn là người mới bắt đầu thì bạn sẽ bị bỡ ngỡ nó một chút. Ok chưa nào? Không thành vấn đề. Rồi thì bây giờ này, trước khi mà chúng ta connect với cái Uphold này thì bây giờ chúng ta cần phải bấm vào cái phần là Get Started để chúng ta hoàn thành nốt cái bước số 2. Đó, thì bạn sẽ nhìn thấy đây này, khi mà các bạn giới thiệu được cho một người, được chưa, thì các bạn sẽ được 5 đô la và nó sẽ đựng ở trong cái đồng tiền là BAT. Sau đó bây giờ tôi bấm vào phần Active Promote. Rồi, xong sau đó thì bây giờ tôi sẽ bấm vào phần Go to my account. Tiếp theo này, nó sẽ yêu cầu chúng ta cần phải điền một cái website hoặc đường link YouTube vào. Thì bây giờ tôi sẽ chọn là cái đường link YouTube thì nó sẽ dễ hơn nhá. Chắc chắn ai cũng sẽ có một cái tài khoản Gmail và chúng ta cũng có một cái kênh YouTube rồi thì nó sẽ kết nối dễ hơn là một cái website. Tôi sẽ chọn là YouTube channel. Sau đó thì tôi sẽ liên kết với một cái tài khoản email của tôi ở đây. Thì bây giờ tôi sẽ gõ cái tài khoản email khác của tôi vào đây nhé các bạn. Rồi thì tôi đã
điền cái Gmail xong, và bây giờ đây nó rất là nhiều kênh YouTube thì tôi sẽ chọn một trong những kênh YouTube của đó thôi nhá. Rồi sau đó thì tôi sẽ bấm vào phần cho phép. Ok, thì cái bước đầu tiên là tôi đã hoàn thành xong từ cái việc đó là mình sẽ trở thành một cái publisher cộng tác viên, và sau đó tôi sẽ add cái đường link YouTube vào. Thì bây giờ tôi sẽ quay lại cái phần này để tôi sẽ chia sẻ là các bạn dễ hình dung được nhá. Trong bước số 2 này, các bạn cần phải đăng ký một tài khoản publisher. Rồi, và sau đó khi mà bạn đăng ký một tài khoản publisher rồi thì lúc này bạn sẽ xác thực qua email. Các bạn cứ yên tâm đi, các bạn cứ làm theo từng bước thì các bạn sẽ làm được thôi nhá. Xác thực qua email. Và sau đó bước số 3 ở đây, đó là các bạn sẽ liên kết với tài khoản là tài khoản YouTube. Ok chưa nào? Rồi, sau đó là chúng ta đã hoàn thành xong bước số 2. Hoàn thành xong bước số 2, bây giờ chúng ta sẽ tới bước số 3, đăng ký ví để nhận tiền. Thì cái ví này là gọi ví là UpHold. UpHold để nhận tiền. Cái đồng tiền đây đó là đồng tiền BAT. Rồi, đồng tiền BAT. Và sau đó chúng ta sẽ dễ dàng đi tới bước số 4, chúng ta đăng ký một cái ví là Binance, để sau này khi mà chúng ta có cái đồng tiền đó là đồng tiền điện tử BAT này rồi thì chúng ta có thể giao dịch ở trên Binance, và sau đó chúng ta đổi thành tiền và rút về tài khoản chúng ta. Được chưa? Thì tất cả link đều ở phía bên dưới mô tả của video, thì các bạn nhớ bấm vào đường link phía bên dưới mô tả video. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ đi tới bước số 3, đó là chúng ta sẽ đăng ký một cái ví UpHold để nhận tiền BAT. Rồi, thì bây giờ quay lại tài khoản, chúng ta bấm vào phần Connect to UpHold. Connect to UpHold. Sau đó thì bây giờ chúng ta cần nó phải là đăng ký một cái tài khoản UpHold mới. Bây giờ chúng ta sẽ điền email của mình vào, điền password và điền quốc gia mà mình hiện tại đang sinh sống nha các bạn. Rồi, thì cái bước này nó quá đơn giản rồi, bây giờ các bạn sẽ tự làm nha các bạn. Khi mà các bạn điền vào thì các bạn nhớ là cái mật khẩu của mình là sẽ bao gồm cả chữ hoa, chữ thường, ký tự đặc biệt và có số ở đây. Rồi sau đó thì tôi sẽ chọn cái quốc gia mà hiện tại tôi đang sinh sống, tức là tại Việt Nam. Sau đó thì mình sẽ bấm vào phần sign up. Rồi sau đó là cần hoàn thiện rồi đó, gần tới cái bước là chúng ta đã xong rồi đó các bạn. Bây giờ là chúng ta sẽ cần đó là tới cái bước cuối cùng thôi. Này các bạn nhớ này, từ cái tài khoản khi mà các bạn đăng ký xong rồi đó thì nó sẽ tới cái bước nó là Visit UpHold Dashboard, đó là tới cái trang chủ của nó để chúng ta hoàn thiện nốt cái phần đăng ký nha các bạn. Đó. Phần first name đó là phần tên của chúng ta. Last name đó là phần họ của chúng ta. Date of birth đó là phần ngày tháng năm sinh, thì cái phần này là các bạn tự điền này. Cái phần state of province đó là phần tỉnh thành mà chúng ta đang sinh sống. Đó, tỉnh thành mà chúng ta đang sinh sống. Ví dụ như bây giờ tôi đang sống ở Hồ Chí Minh. Rồi, sau đó các bạn điền cái số điện thoại của các bạn vào. Cái phần này là quá dễ rồi nhá. Tự các bạn có thể tự làm được nhá. Và sau khi mà tôi đã xong cái phần là đăng ký cái thông tin rồi thì nó, và sau đó tôi bấm vào phần next thì nó sẽ yêu cầu chúng tôi là cần phải verify qua email. Thì bây giờ tôi sẽ vào cái hòm thư của tôi và tôi sẽ verify cái ví UpHold này qua email của mình ở trong hòm thư. Rồi thì các bạn hãy nhớ là mình hãy quay lại cái hòm thư mà các bạn vừa mới đăng ký là cái email của các bạn, và sau đó chúng ta sẽ nhận được một email từ ví UpHold. Email nó sẽ có dạng như sau. Đây tôi sẽ mở cho các bạn nhé. Hiện tại thì tôi đang thao tác hai máy tính cùng một lúc và nó sẽ dễ dàng nhìn thấy. Đây này, nó sẽ phần là confirm cho email. Thì các bạn chỉ bấm vào phần là get star này là xong. Bấm vào phần get star là xong. Được chưa? Nó rất đơn giản thôi. Vô cùng đơn giản và dễ làm. Các bạn chỉ cần nó đi theo từng bước hướng dẫn của tôi. Đó, nếu mà mình làm chưa được thì mình có coi đi coi lại, coi đi coi lại, tua tới tua lui để mình có thể hoàn thiện nó nhé. Rồi, thì cái phần này nó cũng yêu cầu chúng ta là xác thực qua hai bước. Đó, thì cái phần này đó,
Có thể là về sau này khi mà nhận được tiền, những video nhận được tiền đó, thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn. Coi như cái phần này là mình đã đơn rồi. Đã, mình đã xong cái phần số 2. Bước số 3 rồi. Các bạn sẽ refresh đây này, các bạn sẽ nhìn thấy này. Ở đây nó sẽ nói là các bạn confirm cho cái ví của các bạn, thì bây giờ chúng ta sẽ chọn là đồng bát, đồng BAT. Sau đó chúng ta sẽ confirm nó. Các bạn refresh nó, bấm vào F5 hoặc là các bạn tải lại trang. Thì các bạn sẽ thấy là cái phần này nó sẽ xác thực rồi. Đấy, nó sẽ xác thực rồi. Ok. Cái phần này thì nó sẽ yêu cầu chúng ta thông qua một thời gian để chúng ta xác thực ở trên ví Uphold này. Rồi, rất đơn giản thôi. Thì bây giờ chúng ta cần phải xác thực trên cái ví Uphold này. Và để chúng ta xác thực trên cái ví Uphold này á, thì nó sẽ có một cái bước nữa. Nhưng nữa trong video này có thể là tôi nghĩ nó khá là dài rồi. Nên tôi sẽ dành ra một cái video là hướng dẫn xác thực ví Uphold sau. Thì bây giờ này, cái cách mà chúng ta lấy cái đường link ở đâu? Bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái phần là hướng dẫn. Đó là chúng ta cần phải lấy một cái đường link đúng không nào? Thì cái phần đường link á, chúng ta bấm vào phần referral link. Nó sẽ ra cái phần này này. Mỗi người sẽ có một đường link riêng. Và khi mà các bạn copy cái đường link này, các bạn dán nó ra, thì nó sẽ là cái đường link của các bạn. Và ai đó tải tải video thông qua cái đường link này, tải cái hướng dẫn thông qua cái đường link này, đấy, tải cái trình duyệt thông qua đường link này, thì các bạn sẽ nhận được, đó là nhận được một cái lượt download ở đây. Và cái download này họ sử dụng qua 30 ngày cái trình duyệt này và không xóa đi, thì nó sẽ hiện hiện ra confirm, được chưa nào? Hiện ra confirm đây. Trong những video tiếp theo thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách làm sao đó để các bạn nó có thể đơn giản được cái việc là chúng ta sẽ giới thiệu được nhiều người download về và hướng dẫn cho họ duy trì được cái đó trong vòng 30 ngày. Cái việc này rất đơn giản, và làm sao có thể giới thiệu được một ngày khoảng 30 người giống như mà tôi đã từng làm được nha các bạn. Cái việc này quá đơn giản luôn, và chắc chắn thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn. Nếu như bạn đang coi video này tới đây rồi thì các bạn có thể comment là hướng dẫn tôi đi Sơn ơi đó đâu nào, thì tôi sẽ ra những cái video hướng dẫn chi tiết hơn để giúp cho các bạn có thể được cái nhiều lượt download như vậy về giống như hiện tại của tôi. Và cái này thì tôi cũng đang mới làm thôi các bạn đúng không, và cũng chưa làm được lâu. Nhưng cái người anh em của tôi á, bạn này sinh năm 98 cực kỳ giỏi nha, bạn ấy kiếm được 5.000 đô la từ cái ứng dụng này, từ cái trình duyệt này. Và những video tiếp theo thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn nhiều 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 hơn hơn nữa cái cách làm sao chúng ta có thể kiếm được tiền. Rồi thì bây giờ là chúng ta đã xong tới bước số 3 ở đây rồi. Khi mà bạn đã xong cái bước số 3 thì coi như các bạn cũng đã hoàn chỉnh với nó rồi đấy. Thì bây giờ là chúng ta tới bước số 4, đó là chúng ta sẽ đăng ký một cái ví, đó là ví Binance. Đó, ví Binance. Thì cái đường link tôi cũng sẽ để lại cái phần mô tả phía bên dưới video nha. Các bạn sẽ bấm vào đường link bên dưới video để các bạn nó có thể nhận được chính xác cái đường link để nó dẫn tới cái đăng ký cái ví Binance đấy. Thì bây giờ tôi sẽ đăng ký để cho các bạn, nó sẽ dễ dàng các bạn hình dung ở đây nhá. Rồi các bạn đợi tôi một chút, tôi mở cái máy này lên này. Ok, thì nó sẽ ra cái giao diện như sau. Uphold là xong rồi này. Đấy, thì đây sẽ là cái giao diện để chúng ta màn hình chính, giao diện màn hình chính. Các bạn nhớ bấm vào đường link phía bên dưới mô tả thì các bạn sẽ ra được chính xác cái đường link đó, để nó ra đúng được đường link chứ mình không ra được những cái website khác nha các bạn. Đấy, chúng ta có thể đăng ký tài khoản ở đây. Phần đăng ký ở đây thì nó quá đơn giản rồi. Đó, các bạn nó chỉ cần điền email, mật khẩu đó, và sau đó các bạn nó chọn cái thông tin là tôi đã đủ 18 tuổi và các bạn bấm vào phần tạo tài khoản. Được chưa? Thì những video tiếp theo thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn. Thứ nhất là cách làm sao đó. Đó, bây giờ tôi sẽ, đây là lời hứa của tôi. Thứ nhất là tôi sẽ làm ra một cái video, làm một video rút tiền về không, và các bạn hãy nhớ cái này này là chúng ta không cần phải đầu tư tiền đâu nhá, không cần phải đầu tư tiền. Video đầu tiên đó là video rút tiền về, video số 2 đó là video là hướng dẫn cho các bạn làm thế nào để mình có thể là tăng lượt giới thiệu lên, tăng lượt giới thiệu. Đó, giống như cái chương trình mà tôi đang làm được, được chưa? Thì nó sẽ còn rất là nhiều những cái video khác nữa để đồng hành trong cái trình duyệt Ray này. Và đây chính xác là cái cơ hội để giúp cho bạn có thể kiếm được 1.000 đô cho tới 5.000 đô la thu nhập. Đó mà các bạn không cần phải bỏ vốn, kiếm được trên điện thoại smartphone.
Và tôi cũng thể sẽ làm ra thêm một cái video nữa, video hướng dẫn trên điện thoại để các bạn có thể dễ dàng làm theo nhé. Tôi tin chắc rằng cái video này thì nó khá là dài và các bạn cũng chưa có thể nào các bạn hình dung được thông qua một video đâu, được chưa? Rồi thì chúng ta sẽ còn hẹn gặp lại nhau trong những video tiếp theo. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye.